xin chào quý vị, đây là bản tin tài chính với cuộc sống của Thời Báo Tài Chính Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây: công tác tiết kiệm chống lãng phí đạt kết quả tích cực; dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua vào tháng năm tới; thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật chứng khoán sửa đổi vào ngày 19 tháng 4 tổng kiểm tra giả soát việc cấp bán hóa đơn lẻ. Trong phần tin quốc tế, IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu dễ tổn thương vì rủi ro tín dụng và nợ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban Tài chính Ngân sách và sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan. Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2018, nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần duy trì đà chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, một số kết quả cụ thể là ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hóa hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó, nhóm thủ tục hành chính về thuế được hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đánh giá đứng thứ nhất, 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành ở một số ngành, lĩnh vực địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như giải ngân vốn đầu tư công, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên còn lãng phí, kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với nhận định đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và cho rằng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban Tài chính Ngân sách và sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, báo cáo của chính phủ đã có các đánh giá sâu, thẳng thắn, chỉ ra những vấn đề cần khắc phục. Cùng quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng các báo cáo trình bày có hệ thống, chất lượng cao, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương cách làm cải tiến của Bộ Tài chính trong công tác điều hành kiểm soát, kiểm kê tài sản nhà nước. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 vào tháng 2 năm 2019 về dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến được nêu tại phiên họp. Nhiều nội dung liên quan đã được giải trình cụ thể như quy định về hội đồng tư vấn thuế, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Theo đó, tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu chỉnh lý lại quy định tại Điều 28 dự thảo về Hội đồng Tư vấn Thuế xã, phường, thị trấn cho phù hợp. Tiếp thu ý kiến này, dự thảo đã không còn nội dung quy định về thành phần của Hội đồng Tư vấn Thuế. Điều 28 quy định các nội dung chính gồm việc thành lập Hội đồng Tư vấn căn cứ vào số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, không nhất thiết tất cả các địa bàn đều phải thành lập. Nhiệm vụ của Hội đồng, kinh phí hoạt động của Hội đồng và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng Tư vấn Thuế xã, phường, thị trấn. Việc bổ sung đại diện Hội đồng Nhân dân cấp xã vào Hội đồng Tư vấn Thuế do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định, nội dung này sẽ được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh có ý kiến về số lượng các nội dung giao chính phủ tại dự thảo luật. Về vấn đề này, Ủy ban Tài chính Ngân sách và Cơ quan Soạn thảo cho biết trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, dự thảo luật đã được giả soát, cụ thể hóa tối đa các nội dung quy định trong luật, quy định cụ thể ngay tại các điều, khoản cần được chính phủ quy định chi tiết cũng tại báo cáo này, Ủy ban tài chính ngân sách và cơ quan soạn thảo cũng đã tiếp thu giải trình thêm nhiều vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm của bộ ngành. Về vấn đề này, Điều 15 dự thảo luật có quy định nhiệm vụ của một số bộ có chức năng quản lý nhà nước đặc thù liên quan đến quản lý thuế. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh hoạt động quản lý nhà nước đặc thù liên quan đến quản lý thuế, chính phủ sẽ quy định cụ thể về trách nhiệm của kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật được hoàn thiện theo phương án, kiến nghị của kiểm toán và thanh tra là khuyến nghị với cơ quan quản lý thuế. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ban hành quyết định xử lý về thuế hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra để xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Khi đó, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo quyết định xử lý của cơ quan thuế. Dự kiến, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp ông Menno Snell, Quốc vụ khanh Thứ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận cách thức tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực thuế. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao về quan hệ hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Các bộ, các ngành đã trao đổi về cách thức chống biến đổi khí hậu, đặc biệt trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị hai cơ quan tài chính tiếp tục tham mưu cho hai chính phủ để tăng cường sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhằm tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững. Đề cập tới quan hệ song phương giữa hai bộ tài chính, Thứ trưởng thể hiện sự vui mừng về việc hai nước đã ký kết hiệp định hợp tác trong lĩnh vực hải quan. Về lĩnh vực thuế, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập đã được triển khai từ năm 1995. Để cập nhật một số điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai hiệp định giữa hai nước và bổ sung một số điều khoản nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn việc lợi dụng hiệp định thuế. Hai bên đã khởi động việc đàm phán nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa hai nước từ năm 2016, tuy nhiên cho đến nay chưa có tiến triển. Vì vậy, thứ trưởng đề nghị phía Hà Lan xem xét khả năng nối lại đàm phán về vấn đề này. Tại buổi tiếp, thứ trưởng Menno Snell đã chia sẻ thông tin khai quát và hoạt động của đoàn công tác Hà Lan tới làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển kinh tế mang tính bền vững của Việt Nam thời gian qua. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Menno Snell khẳng định phía Bộ Tài chính Hà Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế. Thứ trưởng Menno Snell đồng quan điểm với Thứ trưởng Trần Xuân Hà về việc tiếp tục thảo luận cập nhật tình hình và hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 4, trước sự chứng kiến và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và ông Menno Snell, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Tài chính Hà Lan đã ký kết hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự thảo luật chứng khoán sửa đổi đã được chính phủ hoàn tất và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến vào ngày 19 tháng 4 tới. Dự thảo luật khi được thông qua và có hiệu lực sẽ tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phù hợp đáp ứng với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, qua đó tạo động lực thúc đẩy thị trường tiếp tục phát triển một cách bền vững theo lãnh đạo ủy ban chứng khoán nhà nước việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự án luật đã được tổ chức nghiêm túc công khai với nhiều hình thức đa dạng để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức cá nhân đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản cùng với đó ủy ban chứng khoán nhà nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo tọa đàm các buổi làm việc về dự thảo luật với cơ quan tổ chức có liên quan cộng đồng doanh nghiệp chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế các thành viên thị trường qua quá trình soạn thảo luật, ban soạn thảo đã bám sát nội dung 8 nhóm chính sách đề nghị xây dựng luật đã được chính phủ thông qua. Chính vì vậy, dự thảo luật đã đáp ứng được về cơ bản các yêu cầu đề ra. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, dự thảo luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội lần này đã cập nhật, bổ sung nhiều điểm mới tích cực sau quá trình lấy ý kiến rộng rãi thời gian qua. Theo đó, dự thảo luật bao gồm 10 chương, 135 điều, so với luật chứng khoán hiện hành, dự thảo luật sửa đổi 98 điều, bổ sung 29 điều, bãi bỏ 30 điều và giữ nguyên 8 điều. Dự thảo luật về cơ bản đã quy định bao quát với nhiều nội dung cụ thể, vừa đảm bảo được tính kế thừa cũng như tính mới, phù hợp với thực tế phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay dự thảo luật khi được thông qua sẽ giúp cải thiện chất lượng nguồn cung thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán giúp nâng cao năng lực chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường tăng cường tính công khai minh bạch đảm bảo thị trường hoạt động an toàn hiệu quả bền vững tạo ra kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả hơn cho nền kinh tế Tổng Cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh yêu cầu kiểm tra giả soát các hộ cá nhân tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp. Theo đó, Tổng Cục Thuế đề nghị các cục thuế kiểm tra giả soát việc cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn thời kỳ từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 – xử lý, phòng ngừa các sai phạm đối với công tác cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn, ưu tiên giả soát trước dữ liệu mà Tổng Cục Thuế đã kết xuất và phân tích trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành gửi cho đơn vị qua đường email. Tổng Cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục sai phạm qua công tác kiểm tra giả soát các hồ sơ cấp, bán lẻ hóa đơn nhằm đẩy lùi các hành vi vi phạm liên quan đến công tác cấp, bán lẻ hóa đơn. Theo Tổng Cục Thuế, thời gian qua, công tác bán, Cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Được biết, Tổng cục thuế đã ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Quy trình này giúp nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật về thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn đồng thời tăng cường tính hiệu quả đối với công tác quản lý bán lẻ cấp lẻ hóa đơn góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các tổ chức cá nhân khi mua bán hàng hóa dịch vụ Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn động tại các cảng trên cả nước. Triển khai thực hiện chỉ đạo này, Bộ Tài chính đã có báo cáo chính phủ về thực trạng và phương án quản lý, xử lý dứt điểm phế liệu nằm cảng qua 90 ngày. Báo cáo trình chính, chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, thống kê tính đến ngày 15 tháng 2, có 23.453 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng biển thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trong số này, các container lưu giữ trên 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan là 9.825 container. Bộ Tài chính cũng đề xuất thành lập hội đồng xử lý hàng hóa tồn động với chủ tịch là Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và thành viên là đại diện đơn vị liên quan. Sau kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn động để xác định hình thức xử lý, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án. Với phương án 1, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn động sẽ quyết định bán đấu giá lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đối với lô hàng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan hải quan yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện việc vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp hãng tàu không thực hiện, cơ quan hải quan lập danh sách các hãng tàu để làm cơ sở kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu biện pháp cưỡng chế, xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra vào cảng biển Việt Nam. Quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, nhưng hãng tàu chưa thực hiện vận chuyển lô hàng đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn động sẽ quyết định biện pháp xử lý bằng hình thức tiêu hủy. Chi phí tiêu hủy trích từ tiền thu được sau khi bán đấu giá đối với lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường. Với phương án 2, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn động sẽ quyết định biện pháp xử lý bằng hình thức bán đấu giá toàn bộ các lô hàng tồn động. Doanh nghiệp chúng đấu giá có trách nhiệm tiêu hủy với các lô hàng chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Với phương án này, tiến độ xử lý hàng hóa tồn động nhanh chóng, sớm giải tỏa mặt bằng khai thác kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bộ tài chính lo lắng là việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu giá để mua hàng hóa tồn động gặp nhiều khó khăn do chi phí tiêu hủy rất lớn, doanh nghiệp sẽ không đăng ký tham gia đấu giá để thu mua các loại hàng hóa này. Từ đó, bộ tài chính đề xuất lựa chọn phương án 1. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trả lời về việc mua xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị, trong đó Bộ Tài chính cho rằng năm 2019, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô nên không đủ điều kiện để mua xe. Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04 năm 2019 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04. Tại Nghị định số 151 năm 2017, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công là Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, luật ngân sách nhà nước quy định Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp quy định tại điều 51 của luật này. Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng trường hợp. Theo quyết định số 2230 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô cho đơn vị Do đó, việc mua xe ô tô thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04. Tuy nhiên, năm 2019, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô nên không đủ điều kiện để mua xe. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, sáng ngày 8 tháng 4, Tổng cục thuế đã tập huấn cho 15 cục thuế về dịch vụ thuế điện tử. Theo tìm hiểu, hiện hệ thống eTax đã đi vào hoạt động chính thức tại 30 tỉnh, thành phố. Đến nay, Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng, bổ sung phân hệ đăng ký thuế điện tử và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc triển khai mở rộng hệ thống eTax cho 15 tỉnh đợt 3. Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, theo kế hoạch năm 2019, Tổng cục sẽ tiếp tục triển khai mở rộng, đồng thời nâng cấp hệ thống, bổ sung thêm chức năng đăng ký thuế điện tử. Để triển khai như kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức các lớp tập huấn. Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2019 sẽ đào tạo triển khai cho 15 tỉnh phía Bắc. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019 sẽ đào tạo triển khai cho 18 tỉnh phía Nam. Để sớm đưa hệ thống eTax vào áp dụng trong thực tế, Tổng cục thuế cho biết đã chỉ đạo các cục thuế thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai. Tổ chỉ đạo có trách nhiệm tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục thuế, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia triển khai theo kế hoạch, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 132 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. Nhiều đánh giá cho thấy các hướng dẫn tại thông tư này là rất đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát. Theo ông Vũ Đức Chính, cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ tập trung nguồn lực và hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định của pháp luật và trên cơ sở yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ban hành chế độ kế toán theo hướng rất đơn giản, áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại thông tư 132. Theo đánh giá của các chuyên gia, khi thực hiện thông tư 132, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát. Đối với sổ kế toán, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu sổ kế toán cho riêng đơn vị mình thì được áp dụng biểu mẫu và phương pháp ghi chép sổ kế toán hướng dẫn tại thông tư 132. Theo ông Vũ Đức Chính, việc ban hành thông tư 132 sẽ đóng góp một phần nhất định cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo qua đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Không có thông tin hỗ trợ đủ mạnh xuất hiện, trong khi lại chịu tác động tiêu cực từ thông tin căng thẳng Mỹ-Châu Âu, khiến thị trường chứng khoán tuần qua giảm nhẹ. Sự thận trọng có chiều hướng gia tăng khi thanh khoản ở mức thấp và khối ngoại có tuần bán dòng nhẹ. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index và HNX-Index lần lượt chốt tại 982,9 điểm và 107,7 điểm. So với mức đóng cửa phiên cuối tuần kế trước, cả hai chỉ số đều giảm nhẹ với mức giảm 0,64% và 0,16%. Trong khi đó, thanh khoản chung toàn thị trường giảm nhưng trái phiếu giữa hai sàn, trong khi HSX giảm 18,1% thì HNX lại tăng 8%. Tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt gần 18.500 tỷ đồng trong tuần, khối ngoại tiếp tục bán dòng nhưng không lớn. Riêng trên HSX, khối này bán dòng 92,4 tỷ đồng. Tuần qua, thị trường không xuất hiện nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ từ trong nước mà lại chịu tác động từ căng thẳng Mỹ, châu Âu. Thông tin tích cực về giá dầu và mức thuế nhập khẩu cho thủy sản Việt Nam chỉ có thể giúp các cổ phiếu trong hai nhóm này sôi động hơn, xu hướng rằng co phân hóa chiếm ưu thế trong thời gian qua. Nhịp hồi phục trong tuần trước đã thúc đẩy hoạt động chốt lời diễn ra đều đặn hơn qua các phiên. Dù vậy, lực cầu được duy trì giúp VN Index tránh khỏi việc sụt giảm sâu. Trên thực tế, thị trường giao dịch rằng co là điều dễ hiểu khi thị trường vẫn thiếu vắng thông tin hỗ trợ, đặc biệt là khi chỉ số VN Index đang ở gần mốc tâm lý 1.000 điểm. Thanh khoản đang ngày càng suy yếu, cho thấy mức độ thận trọng của thị trường đang gia tăng. Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường kỳ vọng sẽ sáng sủa hơn khi dần xuất hiện các thông tin về kết quả kinh doanh quý I. Tuy nhiên, mức độ phân hóa vẫn sẽ tồn tại bởi lợi nhuận các doanh nghiệp dự báo sẽ không có đột phá lớn. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Ngày mùng 10 tháng 4, tổ chức tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo sự gia tăng nợ của chính phủ và doanh nghiệp cùng với những rủi ro tín dụng có thể khiến kinh tế toàn cầu trở nên dễ tổn thương trước một giai đoạn suy giảm khác. Theo ông Tobias Adrian, người đứng đầu ban thị trường vốn và tiền tệ thuộc IMF nhận định, mặc dù những cảnh báo trên chưa đến mức đáng báo động, Song các chính phủ sẽ đối mặt với những thách thức trong việc cân bằng sự cần thiết phải thắt chặt hoạt động giám sát lĩnh vực tài chính vào thời điểm kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu của IMF được công bố 6 tháng một lần cho hay, các thị trường mới nổi và phát triển đều có thể chịu tác động tiêu cực nếu kinh tế tăng trưởng chậm lại hoặc nếu lãi suất tăng mạnh. Chính vì vậy, ông Adrian thúc giục các chính phủ tiến hành các bước đi tích cực và không nên rút lại các chương trình cải cách cũng theo ông Adrian, tại Mỹ, tỷ lệ nợ doanh nghiệp trên GDP đang ở mức cao kỷ lục, còn tại nhiều nền kinh tế châu Âu, các ngân hàng đang trong tình trạng quá tải trái phiếu chính phủ. Lượng trái phiếu xếp hạng BBB được đánh giá là đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính đã tăng gấp 4 lần trong thập niên qua, trong khi số lượng các khoản nợ có mức độ rủi ro lớn hơn đã tăng gấp 2 lần. Trong báo cáo, IMF cũng thúc giục các quốc gia tiến hành các biện pháp mang tính chủ động và đón đầu như hạn chế rủi ro tín dụng, tăng dự trữ ngân hàng và giảm nợ chính phủ trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Các nguồn tin ngoại giao cho hay, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã bật đèn xanh cho việc tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, chấm dứt nhiều tháng bế tắc do sự phản đối của Pháp. Hồi tháng 7 năm 2018, EU và Mỹ đã nhất trí ngừng các động thái thương mại gây căng thẳng sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ EU. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bờ đại Tây Dương lại gia tăng khi Mỹ mới đây áp thuế một số hàng hóa của EU với tổng giá trị lên tới 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó có máy bay thương mại cỡ lớn, phụ tùng máy bay. Số tiền này tương đương với mức thiệt hại mà Mỹ cho là nước này phải hứng chịu do các khoản trợ cấp của châu Âu đối với các hãng chế tạo máy bay. Tại cuộc họp ngày 11 tháng 4 của Ủy ban châu Âu ở Bruxelles, Bỉ, đại diện các nước EU đã thống nhất hai sứ mệnh trong cuộc đối thoại sắp tới với Mỹ là giảm thuế nhập khẩu hàng hóa công nghiệp và nới lỏng các quy định cho phép các công ty hai bên đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ hoặc EU. Hai sứ mệnh đối thoại này dự kiến sẽ được đưa ra thông qua chính thức tại cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp EU vào ngày 15 tháng 4 tới tại Bruxelles. Tuy nhiên, Pháp vẫn khẳng định sẽ tiếp tục phản đối để việc khởi động các vòng đàm phán được thông qua tại cuộc họp đầu tuần tới. Thưa quý vị các bạn, một tòa án ở Pháp đã buộc Facebook trả 30.000 euro, tương đương 34.000 đô la Mỹ vì các điều khoản sử dụng mang tính lạm dụng mà mọi người phải chấp nhận để truy cập vào tài khoản truyền thông xã hội. Phán quyết trên được đưa ra theo một đơn kiện từ năm 2014 của nhóm bảo vệ người tiêu dùng có tên UFC Quartrusher. Theo đơn kiện, có 430 điều khoản trong thỏa thuận người dùng của Facebook là lạm dụng, bao gồm giữ và bán dữ liệu vô thời hạn, ngay cả khi tài khoản bị đóng và thay đổi điều khoản sử dụng mà không thông báo cho chủ tài khoản. Một phát ngôn viên của Facebook cho biết một số điều khoản bị kiện đã được sửa đổi. Trước đó, vào tháng 3 năm 2019 và tháng 8 năm 2018, các phán quyết với mức phạt tương tự cũng đã được Tòa án Pháp thực hiện với Google và Twitter, đều do UFC World Choiser khởi kiện thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính với cuộc sống ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo